Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em với là anh Sạnh lại đi lên rừng ra đồi các bác ạ, lên trên Tân Lạc để tìm ông bà vé. Từ sớm anh em vừa mới bắt cặp một tổ các bác ạ. Bây giờ là gần 2 giờ kém rồi. Từ trên mỏ than Lô Sơn đi dọc xuống những cái dãy núi này, dãy đồi keo này các bác. Ở trên này nhiều thợ quá. Không bỏ sót tổ nào xuống ở dưới đây thì anh em mình đã phát hiện ra một cái tổ ngay vườn keo nhỏ này các bác ạ. Giờ sẽ lên bốc cái tổ này ra xem có mẩy không các bác nhé. Tổ ngay đây này các bác này, sát mặt đất nhé các bác nhé. Ui đẹp quá các bác, quá khủng. Chiến thôi các bác ơi. Wow. Quá là khủng. Quá phê pha. Sát đất rồi. Tí nó bỏ son các bác. Tổ ong vàng. Ôi các bác này, xem bỏ cái canh đấy đi anh ơi. Wow. Chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này các bác ạ. Một tổ ong vàng ngay bên trên cạnh gốc. Thật sự mà nói lần đầu tiên thì anh em mình gặp cái trường hợp mà tổ ong vò vé ở bên dưới, tổ ong vàng ở trên này này. Lần đầu tiên mình anh em mình thấy luôn. Thảo nào thấy con ong vàng lúc nãy bay cũng bay vào đây. Cái họ của nó rồi. Rồi. Anh mở cái tổ ong chưa? Phò vé này trước đi. Rồi rồi. Wow. Trường hợp rất là hi hữu các bác ạ. Bóc luôn nhá. Thế này mà nó không 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 đánh nhau các bác. Bóc luôn nhá. Bắt đi anh, bắt giờ cái tí nó treo lại cho nó một tầng mà thả chúa lại cho nó. Wow, to lắm các bác, xem nào. Một này, 40 nhá các bác nhá. To 40. Wow, không bắt chân ngồi được không? Bỏ ngay ở đấy thôi để cho nó lại một cái tầng bé ấy. Tí mình thả chúa lại cho nó. Sát, trượt mặt đất luôn các bác. Ở đây cũng không lớn được. Cành kia, cành keo kia nó bị chết người ta. Đấy, cứ cho hẳn lên đi. Cắt hẳn đi đó. Thì anh em mình treo lại sâu được. Đấy. Đó là kỳ lạ luôn các bác, hôm nay gặp. Chưa bao giờ gặp trường hợp thế này. Wow, các bác xem này. Wow. Không phải lắm. Khá đẹp đấy nhờ. À con chúa nó ở đây này, con chúa. Ờ tí nó sâu đấy. Chúa đâu không có nhận bỏ đi. Đấy. Phá hết ra. Con là chú ạ. Để xem chúa nó đâu. Con chúa là chắc là chúa nó ở đây này. Đây. Lúc nãy chúa nó ở đâu ấy. Wow, bây giờ em sẽ lấy cái tổ ong vàng này xem còn mẩy không các bác nhá.
Ui. Còn được quanh quanh đây thôi các bác ạ. Cái vỏ tổ khá là đẹp. Vỏ tổ này nó rơi vào tầm khoảng là 1 lạng rồi. Đẹp ở đây luôn. Tiêm chúa thả lại đây chứ. Treo treo một tầng nhỏ nhỏ lại ở đây ơi. Bắt xong cái tổ đấy thì xuống đây các bác, ở gần thôi. Phát hiện ra tiếp một cái tổ bên đằng mấy cái cây keo to to kia nữa các bác nhé. Các bác cùng theo chân bọn em sang để chiết nốt cái tổ này nhé. Tổ tiếp theo đây các bác. Tổ này cũng khá là khủng các bác nhé. Rồi, anh em mình sẽ mặc bảo hộ và khai thác nốt cái tổ này. Anh em mình vẫn thả chúa nha các bác nhé. Thả chúa và treo một cái tầng bé bé lại cho nó. Này, những cái tổ ong mà người ta bỏ sót lại thôi mọi người ạ. Anh em mình tìm kỹ quá nên nó mới thấy thôi. Còn nào mà nhòm sơ sơ thì không phát hiện ra đâu. Rồi, anh em mặc bảo hộ xong rồi các bác. Chào lại, chào lại. Ui, anh gang xem được tầm 40-50 không? To lắm. 50 ấy. Ui dồi. Xót những cái tổ thế này mới phê các bác ạ. Wow. Cực kỳ phê pha luôn. Làm đúng một cành này. Đầu mở nha các bác nhá. 5 tầng chưa? Mở lắm. Mở không? Mở lắm. Cá đẹp các bác ạ. Đúng chúa rồi. Tầng này thì chắc chắn là nha, mình treo lại rồi này mọi người này. Anh em mình sẽ vanh ra hết mọi người nhé. Wow, wow, đẹp quá các bác ạ. Có múi chúa rồi. Có thấy lướt cơm múi chúa rồi mọi người ạ. Wow, tổ này khá đẹp. Đúng rồi đấy. Được 2 tầng 7 này mọi người này. Tiếp tầng tiếp theo nhá. Lý do anh em mình vặn từng tầng ra để tí nó treo lại tầng và thả chúa lại nhá mọi người nhá. Anh em mình không có cắt hết bậc đoạn xạ đâu. Cứ khai thác tự nhiên thế này xong rồi treo lại cho nó xoay tổ tiếp mọi người ạ. Nếu mà anh em nào đi sâu thấy thì cuối mùa chắc còn được bứa. Wow, cũng đẹp hết đấy. Tại anh em mình nhờ làm như thế nó vớ tầng thôi, nhưng mà chả sao cả. Thả vớ tầng còn hơn anh em mình bốc hết cả cái đúm đó nhé. Wow. Tuyệt vời các bác. Cho con này lại nhá. Chúa nó đâu? Hết chưa? Thôi để đấy đi. Treo cái tầng, treo 2 tầng lại cho nó này mọi người này. Cho xa lên tí nữa. Rồi anh em mình nhờ thả chúa thì chắc là không ở đây đâu. Xem có chúa ở đây không? Wow.
con chùa đây này anh này. Rồi, chùa đây mọi người nhá, chùa ông bà vé đây nhá. Rồi, ok mọi người ạ. Anh em mình sẽ di chuyển khỏi chỗ này thôi. Cái tổ này đẹp hơn cái tổ lúc nãy, lúc trước các bạn ạ. Lắm tí ơi. Ôi, phê nhá. Hai con đấy. Ừ. Chuồn nha. Cầm kéo chứ. Đây rồi. Ờ, đi thôi. Anh em mình di chuyển rồi sang lấy một cái tổ tầm bằng cái mũ cối nữa các bác. Nó ở gần sát nhau thôi, cách nhau tầm 50m là cùng. Đẹp quá đẹp. Em sẽ sang phía bên kia lấy nốt một tổ bên kia mọi người nhá. Tổ này chắc là bé bé trèo cây cao cao, em cũng sang góc quay cái tổ cho mọi người thôi. Đây, cái tổ tiếp theo đây các bác. Đấy. Tổ này em không quay nữa nhá, em tí em xuống em khoe xem thành quả cho các bác xem thôi. Em vừa đưa cái tổ ong xuống đây các bác. Tổ này bé bé mà khá đẹp mọi người nhá. Wow. Ui, bé bé xinh xinh. 3 tầng cơ. Wow, khá đẹp mọi người ạ. Cao nên em không trèo lên đó. Em thả ngay ở dưới gốc này thôi nhé mọi người. Để cái tông bé bé này vẫn còn có nhộng đấy. Thả chúa đây này mọi người này. Đấy, tí nữa quần nó phát hiện ra nó sẽ đậu xuống thôi. Giờ bọn em sẽ di chuyển xuống cái khu dưới lều này mọi người ạ. Xuống dưới lều với ruộng này để nhòm ngược lên những cái những cái lóng khe mà còn chưa nhòm ấy các bác nhé. Được thì quay tiếp cho các bác cùng xem.